Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mất Tiêu. Blog Mất Tiêu đang ở phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Hôm nay có đoàn khách 10 người đến từ Đồng Tháp, đến từ Hồng Ngự Đồng Tháp nhé. Qua bên đây nè các bạn, qua bên cô Hành Trương Huệ nhé. Chúc cô đại diện cho mấy anh em YouTube ở đây cũng như bà con cô bác, chúc cô và tất cả các anh em mà cô chú bác đi chung đoàn với chú với cô đây là thật là nhiều sức khỏe ha cô. Dạ. Trên đường đi về thì cũng đường lâu mình nghe gặp nhiều mấy cô. Dạ. Cô có muốn xem là những cái hình ảnh của mình tại đây không cô? Chút xíu đây để chụp cho cô dùng cho đăng chụp lại cho anh còn. Nếu mà cô có muốn xem thì cô vô. Mấy cô này đến từ Đồng Tháp nha, cô chú này đến từ Đồng Tháp. Vâng, còn đây là phần mộ cụ cô Năm Vũ Linh nhé. Mình chụp hình đúng không vậy? Dạ. Rồi coi cái gì mình chụp cho. Chụp không? Bữa nay là chị giống kiểu kiểu hả? Thì ngon. Đây là cô những cô này, cô ở quận 7 cho cô ha. Rồi chị gọi quận 7 cho cô. Dạ, trời ơi, tính ha, cũng chị. Ngày nào cũng thôi. Dạ, chị cũng cảm ơn cô nha. Quên chúng ta cùng ra trước để quay nhé. Đây là một mộ của con Năm Vũ Linh nhé. Cô này cũng một ly nhé. Cô này đi đến từ quận 7. Này bự quá cái nhãn tàu quá. Phong bên nay ngày chủ nhật đó là đông quý vị khán giả đến đây để thăm phần mộ của cô Năm Vũ Linh cũng như là chụp ảnh bên phần mộ của cô Năm Vũ Linh nhé. Đây là màu sao của phần mộ của cô Năm Vũ Linh nhé. Mình đến từ đâu chị? Em ở quận 7. Vậy là đi chung với cô kia. Dạ. Mình có hỏi đâu kìa. Dính mặt anh Nam đi, đứng ở đây nha. Khán giả dễ thương. Chú này rất là dễ thương nha. Cái tay, xấu quá đưa Nếu cô chú cảm thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé.
Phương bữa nay ngày chủ nhật cho nên mọi người được nghỉ á các bạn. Cho nên mọi người đến đây để thăm mộ cụ Năm Vũ Linh, cũng như là thắp một nén nhang, chụp một bộ ảnh bên di ảnh của cụ Năm Vũ Linh nhé. Cụ Năm Vũ Linh thì là một người đã sát đa tài, có nhiều người mến mộ, cho nên các bạn đừng ngạc nhiên, bởi vì ngày nào cũng có khán giả đến đây thăm cụ Năm Vũ Linh. Riêng ngày chủ nhật thứ bảy á thì cái lượng khách đến đây rất là đông luôn các bạn. Phần sáng ngày hôm nay thì trời âm u nhé, không nắng. Trời âm u không nắng nhé. Có nhìn gì khác đến từ Đồng Tháp đâu người ta. Vâng, nếu cô chú cảm thấy hay có nghĩa thì cô chú có thể đăng ký vào cho kênh Một Like nha, để ủng hộ cho kênh Bờ Lóc Có Tiêu. Vâng, lượng khán giả bữa nay đến thăm phần mộ của cô Năm Vũ Linh rất là đông nhé. Chúng ta cùng vô trong phần mộ của cô Năm Vũ Linh. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh Một Like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây. Cầm được cụ bông ở đây luôn đẹp quá ha. Dạ. Lấy đồ mây lấy cái hai cái đó đẹp quá ha. Dạ. Hai cái đâu quá đẹp. Dạ. Hai cái này là hai cái gì á? Dạ. Dạ dạ. Không, cái này nó. Không, cái này nó.